Hello sắp anh, tới đọc chữ. Hello anh, xin anh giới thiệu tên của anh. Dạ, em tên Thanh Hồng. Là trước khi anh làm toke thì làm sao mà em biết được cái chương trình AutoK dành cho người lão thị? Dạ, qua bà chị em bà làm ở đây rồi, bà giới thiệu em qua. Mà anh có biết cái độ của anh là bao nhiêu trước khi anh làm không? Dạ không. Anh chỉ biết là nó rất là mờ. Mờ, nó mờ là em xin. Thì có nghĩa là cái công việc của anh là anh làm cái gì? Dạ, em làm nail ạ. Có nghĩa là trước đây anh không có hoàn toàn, nếu mà không đeo kính anh không nhìn thấy gì hết. Dạ đúng rồi. Vậy thì AutoCAD này anh đã làm được bao lâu? Dạ em làm được 8 tháng. Thì sau cái đêm đầu tiên anh có thấy rõ liền không? Ồ, dạ không, chưa rõ liền đâu. Dạ. Thì mất mấy ngày anh nói? Phải cả tuần bắt đầu nó mới Là thấy bắt đầu anh thấy nó rõ. có hiệu quả. Dạ. Mà rõ là bây giờ anh nhìn cái công việc của anh là anh hoàn toàn không cần đeo Dạ kính nữa. không cần đeo kính nữa. Không cần đeo mà Dạ. thấy rõ, thật là Dạ, rõ. thật là rõ. Vậy là rất là tốt cho những người làm nail đúng Dạ không? đúng rồi. Mà đeo cái AutoCAD như vậy thì anh ngủ mất bao lâu? Dạ, anh ngủ từ một ngày khoảng chừng từ 7 tiếng cho tới 8 tiếng. Có nghĩa là ngủ là khi sáng anh lấy cái AutoCAD ra là hoàn toàn anh rất là rõ. Dạ, đúng rồi. Anh đi làm là anh thấy rõ từ sáng Dạ, đến tối không? từ sáng tới tối. Còn những Nhưng ngày mà khi mà về tối thì nó càng thấy sáng hơn. vậy hả? Dạ. Cứ như là ban ngày thì hình như nó bị over hay sao, tới tối thì Vậy nó có càng nghĩa về tối là thì nó nếu vậy càng là anh sáng có thể anh cần phải ngủ lại bớt một hơn. Chắc có thể vâng, gì. thì bác sĩ nếu vậy anh sẽ nói với bác sĩ về cái đó ha. Đó là bác sĩ adjust cho em thêm một chút xíu về cái giấc ngủ. Dạ. Thì cái AutoCAD này là nó tùy thuộc vào cái giấc ngủ của mình. Dạ đúng rồi. Nếu mà em biết như vậy thì có nghĩa là cái giấc ngủ của anh cần ít lại một chút xíu Dạ nha. đúng rồi. Nếu mà cái ngoài ra anh có chơi thể thao gì không? Dạ không. Thì theo em biết đó, nếu mà anh chơi thể thao hay là những cái gì mà càng công việc, cái những cái gì càng gần Dạ. thì anh sẽ thấy rất là rõ. Dạ đúng rồi. Mắt nhìn xa của anh vẫn tốt phải Dạ không? vẫn tốt. Thì có nghĩa là bác sĩ sẽ chỉnh một bên mắt là để nhìn gần và một mắt để nhìn xa. Dạ đúng rồi. Cái đó thì em muốn giải thích cho những người chưa đeo AutoCAD họ sẽ hiểu rõ hơn á. Nếu mà khi biết cái chương trình này mà nó có hữu hiệu như vậy, nó tốt á, thì anh có giới thiệu với những người gia đình hay bạn bè chung quanh của anh không? Dạ có, dạ em có cái giới thiệu có nhiều người dạ. Trước khi mà chấm dứt, anh có muốn nói gì với bác sĩ trên chương không? Dạ em cũng cảm ơn bác sĩ đã help em điều chỉnh thị giác một bên mắt để cho nó nhìn rõ hơn. Và em khuyên rằng những ai mà chưa có thử qua thì nên thử đi. Cái này cũng help dữ lắm, từ em làm trong cái nghề nail thì em phải cần tỉ mỉ, bởi vậy em muốn mọi người sáng mắt để nhìn rõ thấy rõ hơn. Dạ. Mà chị của anh là chị làm trước anh. Dạ chỉ làm trước em 6 tháng. Mà chị cũng nhìn rất là rõ. Dạ đúng rồi. Giờ này tới bây giờ chị vẫn còn sử dụng. Rồi cảm ơn em Thành rất Dạ là cảm nhiều ơn. nha. Dạ dạ cảm ơn Cảm em. ơn anh, chào em.